Sáng ngày 1 tháng 11, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với đại biểu nhân dân năm 2023, tới dự có lãnh đạo Ban dân vận quận, quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Theo kết quả tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồng Hòa, trước hội nghị đối thoại có 20 ý kiến của nhân dân kiến nghị với phường, trong đó một ý kiến liên quan đến công tác chính quyền, 13 ý kiến về lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, một ý kiến về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai ý kiến về công vệ sinh môi trường và ba ý kiến liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục chính sách. Tại hội nghị, đại biểu nhân dân phường phản ánh việc đổ rác thải tại khu vực gần cống Mỹ Khê và đoạn đường giáp xanh với phường Đa Phúc quận Dương Kinh gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đại biểu nhân dân cũng đề nghị phường quan tâm xây dựng nhà văn hóa. Các ý kiến được tổng hợp và ý kiến phát biểu của nhân dân tại hội nghị được đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa giải trình trả lời làm rõ.